Tối ngày hôm nay, 23:45 sẽ là thời khắc mà chúng ta có trận chung kết của bảng đấu với UAE. Vì vậy đừng quên để lại những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Đội tuyển Việt Nam tràn ngập tiếng cười làm quen sân thi đấu. Thưa quý vị, là ngày hôm qua đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập làm quen sân vận động Gia Viễn, nơi sẽ diễn ra và chứng kiến thành tích bất bại của đội tuyển UAE trong các trận đấu chính thức. Trong 9 lần tiếp đón các đối thủ tại sân vận động Gia Viễn, thì đội tuyển UAE có tới 7 trận giành chiến thắng. Trận thắng đậm nhất của UAE trên sân này trước Ấn Độ là vào hồi tháng 3 năm 2021 khi thầy trò Vian Bert và Mark Wick đè bẹp đối thủ với 6 bàn không gỡ. Cách đây đúng một thập kỷ, cũng tại sân vận động này, Ấn Độ thua UAE với tỷ số là 0-5 trong một dịp giao hữu. Điều kiện cơ sở vật chất rất tốt tại UAE khiến cho đội tuyển quốc gia đất nước này có quá nhiều sự lựa chọn làm sân nhà trong mỗi dịp thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, lần này UAE quyết định thay đổi, họ lựa chọn sân Gia Viễn, sân vận động có sức chứa và chất lượng thấp hơn về nhiều mặt. Rõ ràng đây là một ý đồ có tính toán. Quay trở lại với buổi tập làm quen, các cầu thủ vẫn mặc những chiếc áo không số với tinh thần rất hào hứng, ai ai cũng tràn đầy năng lượng, thể hiện rõ hai chữ quyết tâm lên khuôn mặt. Quang Hải, Tiến Linh và Công Phượng tích cực tập luyện dứt điểm. Tiến Linh còn một bàn thắng nữa là hoàn thành mục tiêu 3 bàn của anh ở Dubai lần này. Huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam muốn thắng UAE vì từng gặp Iraq, Iran còn mạnh hơn. Trước thêm trận đấu quyết định tranh tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn cầu thủ của đội tuyển Việt Nam phải thắng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vì đây chưa phải đối thủ mạnh nhất mà ta từng gặp. Tuyển Việt Nam vẫn đang tạm dẫn đầu bảng G với 17 điểm, nhưng lợi thế đó vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn vì nếu thua UAE trong trận đấu vào tối ngày hôm nay, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ mất ngôi đầu bảng vào tay của đối thủ, nguy cơ bị mất quyền tự quyết. Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ: ngày mai thì đội tuyển Việt Nam sẽ vào trận đấu cuối cùng của loại thứ 2 World Cup 2022. UAE, họ là đội bóng số 1 của bảng G. Chúng ta đã thắng họ 1-0 ở trận lượt đi, nhưng tình hình bây giờ đã rất khác. Trình độ kỹ chiến thuật của UAE đã tăng lên một bậc. Ở trận lượt đi thì UAE thiếu vắng siêu tiền đạo của họ là Alip Makhout, cầu thủ áo số 7, vì dính thẻ phạt. Nhưng ngày hôm nay thì cậu ấy sẽ quay trở lại. Họ có thêm 3 cầu thủ nhập tịch, trong đó có Canedo số 11, Fabio De Lima số 15. Đó là những cầu thủ tấn công rất hay. Năm nay thì UAE sẽ có đến 3 cầu thủ tấn công rất mạnh và lợi thế sân nhà. Đó là những khó khăn dành cho cầu thủ Việt Nam và chúng ta cần phải khắc phục. Mặc dù đánh giá cao đối thủ, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã đặt ra mục tiêu rất rõ ràng và đánh thép dành cho đội tuyển Việt Nam. Ông không muốn đội tuyển Việt Nam bước ra sân Gia Viễn với mục tiêu chỉ là cầm hòa. Trận đấu sẽ là cuộc chạm trán giữa đội tấn công mạnh nhất và đội phòng ngự tốt nhất của bảng G. Nhưng nói thật, đội Việt Nam nghĩ UAE chưa phải đối thủ của hàng công mạnh nhất đâu, vì chúng tôi từng gặp Iraq, Iran. Nhưng các anh nghĩ tuyển Việt Nam có hàng thủ chắc chắn nhất thì cũng chưa chắc đâu nhé. Điều quan trọng nhất là ngày hôm nay tuyển Việt Nam cố gắng chơi theo đúng đấu pháp đã chuẩn bị. Trước mắt là một trận đấu rất khó khăn. Tôi thì không muốn cao thủ nghĩ hòa là đứng đầu, huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh. Trung vệ Duy Mạnh: chúng tôi sẽ chơi thật tốt ở trận đấu cuối cùng rồi trở về với gia đình. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh thừa nhận rằng có thời gian tập luyện thi đấu xa nhà trong hơn một tháng qua khiến các cầu thủ cảm giác rất nhớ gia đình. Đây là trận đấu cuối cùng, cả đội cố gắng tập trung sau đó mới quay trở lại gia đình. Trong một thời gian dài, dù rất nhớ nhưng chúng tôi chỉ có thể gọi điện online dành cho người thân. Cả đội thì ai cũng nhớ gia đình, nhưng cố gắng chơi tốt trong trận đấu cuối cùng, sau đó sẽ trở về. Không chỉ riêng cầu thủ mà ban huấn luyện và lãnh đạo của VFF cũng chung cảm xúc như vậy. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã chia sẻ trước trận gặp UAE vào 23:45 đêm ngày hôm nay. Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, các tuyển thủ và thành viên của ban huấn luyện phải xa gia đình, tập trung tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam VFF từ tháng 5, sau đó lên đường sang Dubai. Sau khi hoàn thành chiến dịch vòng loại, đội tuyển Việt Nam sẽ về nước và cách ly thêm 21 ngày. Đến đầu tháng 7, các cầu thủ mới có thể gặp lại bố mẹ, vợ con. Với nỗ lực không biết mệt mỏi, tuyển Việt Nam đang chơi cực kỳ ấn tượng ở vòng loại World Cup 2022. Duy Mạnh khẳng định toàn đội sẽ tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện để có kết quả tốt nhất. Trận đấu ngày mai rất khó khăn với đội tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 2 mà chúng tôi phải gặp đội chủ nhà. Chúng tôi hiểu được tính chất của trận đấu là rất khó khăn. Toàn đội sẽ cố gắng tuân thủ đấu pháp mà ban huấn luyện đã đề ra, động viên nhau để chơi tốt và đạt những kết quả tốt. Cầu thủ nào cũng cần có sự chuẩn bị để có trạng thái thi đấu tốt nhất trước mọi đối thủ, Duy Mạnh kết luận. Huấn luyện viên Bert và Mark Wick: UAE sẽ chơi đúng đẳng cấp để thắng đội tuyển Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên của đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thừa nhận rằng trận gặp đội tuyển Việt Nam là khó khăn so với những trận đấu trước đó, nhưng toàn đội tự tin chơi với đúng đẳng cấp để giành chiến thắng chung cuộc. Trước trận chung kết ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, huấn luyện viên trưởng Bert van Marwijk và tiền vệ Ali Samin bên phía đội tuyển UAE tham dự buổi họp báo trên sân Gia Biểu. Mở lời trong buổi họp báo, chuyên gia người Hà Lan nói: lần đầu ngồi đây thì tôi đặt mục tiêu là lọt vào vòng sau. Đó là mục tiêu mà cả đội đều quyết tâm hoàn thành. Tôi biết mình cần làm gì đó để đạt được kết quả đó. Huấn luyện viên đội tuyển UAE tự tin cho biết đội bóng của mình đã mạnh hơn nhiều so với lượt đi khi triệu tập gần như đầy đủ các cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, với việc đối đầu cùng đội tuyển Việt Nam là không hề dễ dàng. Chúng tôi từng thua Việt Nam 0-1 ở lượt đi,
Khi đó chúng tôi phải chơi với 10 người. Nếu so với đội hình thi đấu thời điểm đó với bây giờ, các thủ hiện tại đã mạnh mẽ hơn. Do vậy đây trận đấu rất khó khăn. So với đội tuyển Việt Nam, chỉ cần hòa thì UAE cần phải chiến thắng mới chắc chắn đi tiếp. Huấn luyện viên người Hà Lan thừa nhận ông gặp áp lực nhưng không phải vấn đề quá lớn. Chúng tôi nghĩ rằng cần phải cảm thấy áp lực, bởi nếu không có áp lực thì sẽ không thể hiện được những gì tốt nhất. Cao thủ đang cảm thấy áp lực, nhưng điều đó là rất tốt để toàn đội thi đấu hết sức, đạt kết quả như mong muốn. Về chiến thuật mà nói thì UAE trong trận quyết đấu với đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên từng đưa Hà Lan vào chung kết World Cup 2010 không ngại tiết lộ. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi thứ bóng đá của mình. UAE thích cầm bóng, chơi pressing liên tục và đương nhiên là muốn giành chiến thắng. Đó là điều quan trọng nhất. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển UAE thừa nhận việc ghi nhiều bàn thắng vào lưới của đội tuyển Việt Nam là rất khó khăn. Nhưng toàn đội tự tin là có thể chơi hết sức, trong đó phát huy được sức mạnh của hàng công. Chúng tôi sẽ chơi để tận dụng tối đa sức mạnh tấn công của mình. Tuy vậy, tôi không thể nói là UAE sẽ ghi được nhiều bàn vào lưới của đội tuyển Việt Nam như các đối thủ trước. Nhưng có điều mà tôi khẳng định chắc chắn là UAE sẽ chơi đúng với đẳng cấp của mình. Cuối cùng, chiến thuật gia người Hà Lan cho biết chưa phải lúc để đánh giá sự nổi lên của bóng đá Đông Nam Á và ông chỉ muốn tập trung vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam. FIFA đổi giờ thi đấu, đội tuyển Việt Nam có cơ hội đoạt vé sớm vào vòng sau. Thưa quý vị, là ban đầu trận đấu giữa tuyển Australia và đội tuyển Jordan diễn ra lúc 2 giờ ngày 16 tháng 6 theo giờ Việt Nam, tức là sau khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE khép lại, đội bóng xứ chuột túi mới ra sân. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất, FIFA đã thay đổi thời gian diễn ra cặp đấu này. Cụ thể, trận đấu giữa Jordan và Australia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 6 theo giờ địa phương, tức là 23 giờ theo giờ Việt Nam. Trận đấu giữa Jordan và Australia có ảnh hưởng lớn tới vị trí nhất nhì của bảng B vào loại World Cup. Đội tuyển Jordan đang có 14 điểm và một chiến thắng trước đội tuyển Australia sẽ giúp cho đội tuyển Jordan kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai với 17 điểm. Ở chiều ngược lại, nếu đội bóng của huấn luyện viên Vitan không thể có được 3 điểm, đội tuyển Jordan sẽ có được tối đa 15 điểm sau khi kết thúc vòng bảng. Trong trường hợp đó, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ có vé vào vòng loại cuối cùng mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu với UAE. Như vậy, hoàn toàn có thể nói đội bóng của huấn luyện viên Parser sẽ biết được số phận của mình trước cả khi trận đấu cuối cùng khép lại. Nếu Jordan thắng, Quý Áo Hải và đội sẽ phải cố gắng có điểm trước đội chủ nhà. Nhưng ngay cả khi đối thủ tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam đi tiếp, thì thầy trò huấn luyện viên Parser vẫn sẽ nỗ lực hết mình vì đặt niềm tin vào một đội bóng khác chưa bao giờ là quyết định sáng suốt và không phải thói quen của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park. Tốt nhất là vẫn tự mình kiếm điểm và tự mình giành lấy suất đi tiếp. Đó là điều chắc chắn nhất. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.